album mới của Twice vượt mốc 1,7 triệu bản đặt trước. Theo thống kê trên social media, tính tới sáng ngày 8 tháng 3, mini album thứ 12 của Twice mang tên Ready To Be đã chính thức vượt mốc 1,7 triệu bản đặt trước. Con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, chính cô gái nhà Twice đã bỏ túi hai album triệu bản, bao gồm album trước đó Between 1 and 2 ra mắt vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, Ready To Be vẫn đánh dấu cột mốc thành công hơn cả, khi đây là album có lượng đặt trước nhiều nhất trong sự nghiệp của Twice. Twice vốn được mệnh danh là nữ hoàng bán đĩa khi các album lưu bán rất chạy trên toàn thế giới, đặc biệt là ở hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Chính vì vậy, việc nhóm đạt tới 1,7 triệu bản cho album lần này cũng không phải điều quá bất ngờ đối với khán giả. Mini album mới của nhóm sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 3, kèm với đó là ca khúc chủ đề mang tên Set Me Free. Nhóm cũng sẽ biểu diễn ca khúc này trực tiếp lần đầu tiên trên chương trình của Mỹ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào ngày 9 tháng 3. Các bạn đừng quên để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.